Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Đoạn trích sau chính là một phân đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Một mục tiêu trong cuộc sống. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không phương hướng chỉ thích vui chơi vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không phương hướng chỉ thích ngủ vùi vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược, cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? 2. Suy nghĩ nhiều để làm gì? Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mỏi mệt. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc, vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn chút. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi. Nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực. Xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đâu không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. 3. Bạn có đủ bản lĩnh bước ra xã hội. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc, thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng ích gì, than thở không phải là cách giải quyết, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Vậy nên dù đau khổ cũng phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải tự lau khô, mệt mỏi vất vả hãy gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cây đắng ngọt bùi. Không trải nghiệm cuộc sống, sao hiểu hết tình đời đen bạc. Không gặp chuyện buồn vui, sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để thích ứng. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Chưa kịp tiến bộ, liền bị xếp vào nhóm lạc hậu, yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Vậy nên, có bản lĩnh thì không sợ hãi, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi luyện giúp ta trưởng thành. Bốn, chuyển đổi góc nhìn.
Trong phép cư xử hàng ngày, chúng ta nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Muốn đạt được gì đó, trước hết phải biết cho đi. Muốn được người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Trong công việc, nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến những khó xử của đối phương, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người ta cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc độ nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là bạn thấy sự nhiệt tình của tôi. Dù khó khăn bao nhiêu, vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi hiểu những lời bạn định bày tỏ, nên trân trọng, giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Trong các mối quan hệ, qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền não sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. 5. 10 điều nhắn gửi phụ nữ trong tình cảm. 1. Là phụ nữ, nhất định phải biết tránh xa những ham muốn không thực tế. Nhìn cuộc đời nhẹ nhàng và biết vì mình, vì những người thương mình mà sống. Phụ nữ đừng bao giờ chỉ sống vì người mình yêu, vì chưa chắc họ cũng yêu mình. Nếu sống mà bám víu vào tình cảm, sẽ rất yếu hèn, mất đi sự tự tôn cần thiết. Phụ nữ cũng đừng bao giờ chỉ biết trông đợi hay dựa dẫm vào người đàn ông, vì họ không phải là đấng cứu thế. Họ có thể tạm thời lo cho bạn về ăn mặc ở hay đi lại, nhưng không thể cho bạn toàn bộ niềm hạnh phúc cuộc đời, vậy nên phải biết cân nhắc thiệt hơn. 2. Là phụ nữ, nếu đã kết hôn rồi thì đừng bao giờ tư tưởng đến người đàn ông khác, đặc biệt là người đã lập gia đình. Qua lại tình cảm với người đàn ông đã có gia đình, không có gì tốt đẹp cả. Cuộc đời vốn đã rắc rối, đừng gây phiền phức thêm. Có một số dục vọng như hố thẳm hang sâu, nhất định phải tránh xa. Nếu cứ liều mình nhảy xuống thì đừng than trách sao cuộc đời đen bạc. 3. Là phụ nữ đừng quá tin tưởng vào lời hứa của đàn ông. Dù người ta có thể thốt, cũng chỉ nên tin phân nửa, hoặc tin một lần là quá đủ. Vì phần lớn những hứa hẹn của đàn ông dành cho phụ nữ là để lấy lòng, có khi chỉ vì cao hứng. Nếu thật sự chân thành, họ sẽ có cách chứng minh bằng hành động, chứ không chỉ đầu môi chót lưỡi, rồi để bạn đợi chờ. 4. Đừng dây dưa với những người nhiều thói hư tật xấu như trăng hoa, nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, lười biếng, vô trách nhiệm. Vì chúng ta chẳng thể thay đổi hay cứu rỗi được ai đó. Nếu họ không muốn, cũng đừng bao giờ qua lại với những người đàn ông có tính tình nóng nảy hay những kẻ xem thường phụ nữ. Một khi đã xem thường, họ sẽ dễ dàng mắng, đánh, rồi vứt bỏ bạn không thương tiếc. 5. Đừng bao giờ đặt niềm tin vào người đàn ông không dám giới thiệu bạn với bất kỳ ai, dù họ có viện lý do gì. Một người không muốn để người xung quanh biết sự tồn tại của bạn bên cạnh họ, chứng tỏ bên trong có ẩn tình, hoặc người ta chỉ xem bạn như trò chơi qua đường, không chút xem trọng, và dễ dàng thay thế bất cứ lúc nào. 6. Nhất định phải tránh xa những người đàn ông lúc nào cũng chìa tay xin hay mượn tiền bạn gái. Hạng người này, nếu không phải vườn lường gạt cũng là kẻ bất tài. Một người đàn ông chân chính không bao giờ có lối sống như thế. Lúc khẩn cấp có thể cho họ mượn, nhưng đừng để trở thành thói quen, bằng không người ta sẽ ỷ lại, xem thường và điều khiển bạn. Cũng đừng bao giờ đặt tình cảm vào những kẻ có thói quen bám váy phụ nữ. Mỗi người này, ý chí yếu hèn mà dục vọng khó đáp ứng. Bạn không phải bảo mẫu, hãy để họ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ. 7. Hãy tránh xa những người đàn ông không dám vì bạn mà tiêu tiền. Người như vậy chẳng những không thể hy vọng sau này sẽ kiếm tiền về đưa vợ con, mà còn chứng tỏ anh ta rất ích kỷ. Đàn ông keo kiệt cũng đáng sợ như
người có tấm lòng nhỏ nhen, ở bên họ không bao giờ vui vẻ được. 8. Người đàn ông lười liên lạc với bạn, đừng mất công đi tìm. Bất kể phiền cớ gì, đều chứng tỏ họ không hề để tâm. Người thương bạn thật lòng, một ngày không gặp, đã thấy không yên. Anh ta làm không được, chứng tỏ không có tình cảm gì, hoặc chỉ là sự cạn cợt bông đùa. 9. Đừng bao giờ đính kèm điều kiện vào tình cảm, đặc biệt là hôn nhân. Lập gia đình là sự đồng lòng của cả hai, không ai có trách nhiệm phải nuôi ai. Nên nhớ, con người với nhau là bình đẳng. Nếu ai đó đồng ý nuôi bạn, họ cũng sẽ muốn kiểm soát, làm chủ rồi biến bạn thành nô lệ. Cho nên nhớ sống khí phách một chút để giữ tôn nghiêm của mình. 10. Phụ nữ dù từng bị đàn ông lường gạt, cũng đừng nghi ngờ tất cả những người còn lại trên đời. Người với người không ai giống ai, có người này kẻ khác. Bạn từng bị tổn thương, chứng tỏ đã gặp kẻ không tốt. Biết đâu đó chỉ là một phép thử, và người bạn thật sự cần gặp vẫn đang ở phía trước. Đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại Mydio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Mydio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.